Cảm biến một em hồ đồ 36 kim cương các bác nhá. Đấy, vừa về hàng luôn, nguyên bụi tây cho các bác xem nhá. Đây, một phần ở kính lão kim cương này các bác này. Đấy, có vết ố của thời gian nha con này. Cái này chưa lau chùi các bác nhá. Zin nguyên bụi tây. Đây, quay cho các bác nhìn đây. Zin đét từ A đến Z các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết luôn các bác này. Thùng chạm bông cực kỳ đẹp nhá. Đấy là mặt trước này, mặt trên này. Đấy. Mặt sau này các bác nhá. Đấy, các bác thích chơi hàng nguyên bụi tây đây. Đấy, các bác nhìn này, ốc nó còn han, nó còn ăn vào cả phần gỗ rồi các bác nhìn này. Này đã đủ zin chưa các bác? Nếu bác nào tỉ mỉ này, đấy, thích vách viết này. Rồi, tất cả mọi thứ các bác nhá. Rồi, xem qua máy, quan trọng là thùng thì thùng kim cương thì thùng này quá đẹp luôn. Quan trọng là chúng ta phải qua máy các bác nhá. Rồi, đi vào bên trong mở máy. Kính zin các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, kính này. Đấy, chưa có một vết rạn nứt nào các bác nhá. Cái này vệ sinh xong thì cực đẹp luôn. Kính trên cũng zin rồi các bác nhá. Đấy. Rồi, vì ở trong quá trình vận chuyển ấy, đóng gói ấy, thì bắt buộc là em phải tháo ốc này ra để tránh nó đâm vào ở bên dưới, nó lách ảnh hưởng cái việc bọc, thì em đã tháo hết rồi. Ốc ác đủ hết các bác nhá, không thiếu cái gì cả. Đó. Rồi, tay quát zin còn đây. Nắp đây. Đấy, nắp đẹp chưa các bác? Nắp này lau chùi qua tí nữa thì cũng tuyệt vời luôn. Đó. Rồi, mặt số logo đầy đủ các bác nhá. Rồi chúng ta tháo qua bộ máy. Nguyên bụi tây, chưa động chạm bất cứ một cái gì cả. Chủ yếu là các bác thấy thùng kim cương nằm trên máy 10 nhiều đúng không các bác? Đây là một chiếc ô đồ 368 thùng kim cương các bác nhá. Thế nó mới quý các bác ạ. Đây, các nhìn này. Đấy. Những cái thanh trống này, nguyên màu thép nhá. Củ gông thì quá đẹp rồi. Đấy. Tất cả mọi thứ đây. Đấy. Gông xanh đen nhá, rất là dài luôn. Rồi, máy đây các bác này, cho bác xem vào bộ máy này. Đây, máy đây. Bộ máy như này thì các bác xét xem thì nó được bao nhiêu điểm các bác nhá. Ba vách bệt xoáy các bác nhá. Ba vách bệt xoáy chưa động chạm bất cứ cái gì cả. Đây. Logo thông số đầy đủ đấy các bác này. Logo này, đời máy 36 này. Đó. Máy quá tuyệt vời luôn. Đây các bác nhìn này. Nay lau dầu xong thì phải nói là quá đẹp luôn. Nguyên bụi tây các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Trục sáng trắng đây các bác này. Đó, tất cả mọi thứ cho các bác xem luôn này. Hàng nguyên bụi tây đây các bác này. Đấy. Vàng ươm luôn các bác. Búa đây, búa zin đét các bác nhá. Đấy. Nói chung là hàng cập bến nguyên bụi tây, chưa động chạm gì. Các bác nào thích nhớ những chiếc 36 ba vách bệt xoáy mà lại còn thêm thùng kim cương nữa thì nó mắc tâm rồi các bác nhá. Đinh qua đỉnh rồi. Đây, các bác nhìn này, chụp cái nhá. Vút qua một tí này. Đấy. Bụi này, đấy, sáng trắng luôn các bác nhá. Rồi, thế thôi. Một chiếc 368 thùng kim cương các bác nhá. Thùng thì không rạn nứt, không mối mọt gì rồi. Zin đét từ A đến Z rồi các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì gọi giúp em qua số điện thoại 0912 011 947 để em cho các bác nghe qua tiếng chuông nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi.